chào tất cả các bạn. Hôm nay Shop xin giới thiệu cho các bạn đến một sản phẩm mới của Shop, đó là vòng đeo cổ điều hòa huyết áp EX của Nhật Bản. Sử dụng vòng điều hòa huyết áp này là sẽ giúp cho máu huyết của bạn được lưu thông tốt này, giúp cân bằng và ổn định điều hòa huyết áp, từ đó có thể giảm được nguy cơ đột quỵ của bạn. Vòng điều hòa huyết áp này là đã được đánh giá rất cao và được chứng nhận của Bộ Y tế Nhật Bản, đã và đang được rất nhiều người sử dụng. Đây, mời các bạn xem. Sản phẩm còn nguyên hộp nguyên tem. Đây là mẫu mới nên nó có một cái rất hay, đó là vòng này vòng màu đen size 50cm và có thêm một cái viên đá giúp tăng cường thêm 20% nam châm. Đây. Tăng cường thêm 20% so với mẫu cũ. Đây, vị trí của nó đây. Vòng này ấy, nó có tác dụng chính đó là điều hòa và ổn định huyết áp, chống đau cứng vai cổ và khi đi tàu xe rất tốt. Đeo vòng này nó sẽ giúp cho lưu thông máu huyết này và sẽ không gây cảm giác chóng mặt và khi xe xe. Vòng được làm bằng nhựa silicone và nam châm tự tính. Các bạn lưu ý một điều, sản phẩm không phải là thuốc nên không thể sử dụng được như thuốc thay thế. Và xin lưu ý một số điều như sau, đó là phụ nữ mang thai và sau sinh không nên sử dụng, nên tham khảo theo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Và khi đi ngủ bạn có thể thoải mái đeo nó đi cùng được, nó có tác dụng 24/24 luôn. Và khi đeo ấy, bạn chỉ cần đeo một vòng là đủ, không cần phải đeo hai vòng làm gì. Các bạn lưu ý một điều nữa, đó là người sử dụng máy đo nhịp tim ý, hoặc là các thiết bị điện tử khác hỗ trợ sức khỏe thì không nên đeo. Nhưng mà sử dụng đồng hồ hay điện thoại di động ý, hoặc là máy tính cá nhân ý, thì bạn hoàn toàn đeo không có vấn đề gì hết. Và bạn có thể đeo trong khi tắm được vì sản phẩm chống nước nên là bạn không phải sợ nó bị hỏng hóc hay là gì hết. Nó chỉ có một vòng dây bằng silicone và nam châm tự tính mà thôi. Để xác định được cái vòng này là thật hay giả, hàng chính hãng hay không, trên bao bì sản phẩm nó sẽ có một cái mã vạch cho bạn check. Mã vạch đây, bạn chỉ cần check mã vạch là nó sẽ ra các thông tin chi tiết có phải là sản phẩm chính hãng không. Sản phẩm đang được bán rất nhiều tại Shop, là nếu các bạn có nhu cầu mua xin mời liên hệ đến số điện thoại 0983 13 15 28. Các bạn có thể gọi điện, chúng tôi sẽ tư vấn 24/7. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Shop xin giới thiệu cho các bạn đến một sản phẩm mới của Shop, đó là vòng đeo cổ điều hòa huyết áp EX của Nhật Bản. Sử dụng vòng điều hòa huyết áp này là sẽ giúp cho máu huyết của bạn được lưu thông tốt này, giúp cân bằng và ổn định điều hòa huyết áp, từ đó có thể giảm được nguy cơ đột quỵ của bạn. Vòng điều hòa huyết áp này là đã được đánh giá rất cao và được chứng nhận của Bộ Y tế Nhật Bản, đã và đang được rất nhiều người sử dụng. Đây, mời các bạn xem. Sản phẩm còn nguyên hộp nguyên tem. Đây là mẫu mới nên nó có một cái rất hay, đó là vòng này vòng màu đen size 50cm và có thêm một cái viên đá giúp tăng cường thêm 20% nam châm. Đây. Tăng cường thêm 20% so với mẫu cũ. Đây, vị trí của nó đây. Vòng này ấy, nó có tác dụng chính đó là điều hòa và ổn định huyết áp, chống đau cứng vai cổ và khi đi tàu xe rất tốt. Đeo vòng này nó sẽ giúp cho lưu thông máu huyết này và sẽ không gây cảm giác chóng mặt và khi xe xe. Vòng được làm bằng nhựa silicone và nam châm tự tính. Các bạn lưu ý một điều, sản phẩm
không phải là thuốc nên không thể sử dụng được như thuốc thay thế. Và xin lưu ý một số điều như sau, đó là phụ nữ mang thai và sau sinh không nên sử dụng, nên tham khảo theo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Và khi đi ngủ, bạn có thể thoải mái đeo nó đi cùng được. Nó có tác dụng 24/24 luôn. Và khi đeo ấy, bạn chỉ cần đeo một vòng là đủ, không cần phải đeo hai vòng làm gì. Các bạn lưu ý một điều nữa, đó là những người sử dụng máy đo nhịp tim ấy, hoặc là các thiết bị điện tử khác hỗ trợ sức khỏe thì không nên đeo. Nhưng mà sử dụng đồng hồ hay điện thoại di động ý, hoặc là máy tính cá nhân ý, thì bạn hoàn toàn đeo không có vấn đề gì hết. Và bạn có thể đeo trong khi tắm cũng được, vì sản phẩm chống nước nên là bạn không phải sợ nó bị hỏng hóc hay là gì hết. Nó chỉ có một vòng dây bằng silicone và 5 chân tự tính mà thôi. Để xác định được cái vòng này là thật hay giả, hàng chính hãng hay không ý, trên bao bì sản phẩm nó sẽ có một cái mã vạch cho bạn check. Mã vạch đây, bạn chỉ cần check mã vạch là nó sẽ ra các thông tin chi tiết có phải là hàng sản phẩm chính hãng không. Sản phẩm đang được bán rất nhiều tại shop, là nếu các bạn có nhu cầu mua xin mời liên hệ đến số điện thoại 0983 13 15 28. Các bạn có thể gọi điện, chúng tôi sẽ tư vấn 24/7. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào, tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop xin giới thiệu cho các bạn đến một sản phẩm mới của shop, đó là vòng đeo cổ điều hòa huyết áp EX của Nhật Bản. Sử dụng vòng điều hòa huyết áp này là sẽ giúp cho máu huyết của bạn được lưu thông tốt này, giúp cân bằng và ổn định điều hòa huyết áp, từ đó có thể giảm được nguy cơ đột quỵ của bạn. Vòng điều hòa huyết áp này là đã được đánh giá rất cao và được chứng nhận của Bộ Y tế Nhật Bản, đã và đang được rất nhiều người sử dụng. Đây, mời các bạn xem. Sản phẩm còn nguyên hộp nguyên tem. Đây là mẫu mới nên nó có một cái rất hay, đó là vòng này vòng màu đen size 50cm và có thêm một cái viên đá giúp tăng cường thêm 20% nam châm. Đây. Tăng cường thêm 20% so với mẫu cũ. Đây, vị trí của nó đây. Vòng này ấy, nó có tác dụng chính đó là điều hòa và ổn định huyết áp, chống đau cứng vai cổ, và khi đi tàu xe rất tốt. Đeo vòng này nó sẽ giúp cho lưu thông máu huyết này và sẽ không gây cảm giác chóng mặt vào khi xe xe. Vòng được làm bằng nhựa silicone và 5 chân tự tính. Các bạn lưu ý một điều, sản phẩm không phải là thuốc nên không thể sử dụng được như thuốc thay thế. Và xin lưu ý một số điều như sau, đó là phụ nữ mang thai và sau sinh không nên sử dụng, nên tham khảo theo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Và khi đi ngủ, bạn có thể thoải mái đeo nó đi cùng được. Nó có tác dụng 24/24 luôn. Và khi đeo ấy, bạn chỉ cần đeo một vòng là đủ, không cần phải đeo hai vòng làm gì. Các bạn lưu ý một điều nữa, đó là những người sử dụng máy đo nhịp tim ý, hoặc là các thiết bị điện tử khác hỗ trợ sức khỏe thì không nên đeo. Nhưng mà sử dụng đồng hồ hay điện thoại di động ý, hoặc là máy tính cá nhân ý, thì bạn hoàn toàn đeo không có vấn đề gì hết. Và bạn có thể đeo trong khi tắm được, vì sản phẩm chống nước nên là bạn không phải sợ nó bị hỏng hóc hay là gì hết. Nó chỉ có một vòng dây bằng silicone và 5 chân tự tính nữa thôi. Để xác định được cái vòng này là thật hay giả, hàng chính hãng hay không, trên bao bì sản phẩm nó sẽ có một cái mã vạch cho bạn check. Mã vạch đây, bạn chỉ cần check mã vạch là nó sẽ ra các thông tin chi tiết có phải là hàng sản phẩm chính hãng không.
sản phẩm đang được bán rất nhiều tại shop, là nếu các bạn có nhu cầu mua xin mời liên hệ đến số điện thoại 0983 13 15 28. Các bạn có thể gọi điện, chúng tôi sẽ tư vấn 24/7.